Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 27 tháng 9 của Dosan Vina. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy tại Dosan Vina. Chia sẻ mèo để đạt điểm cao trong phần nghi của bài thi TOEIC. Tóm lược giải vô địch bóng chuyền nam lần thứ 6. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 9, 4 thành viên đến từ phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy tỉnh Quảng Ngãi và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Dosan Vina. Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng năm được thực hiện theo có hạch số 379 KHCPT-B1-B2 ký ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh về việc kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị và doanh nghiệp trong năm 2016. Đoàn gồm 4 thành viên do Thượng tá Võ Việt Dũng, Phó trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Dosan Vina và tiến hành kiểm tra quy trình thực hiện và duy trì công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây. Hai nội dung chính của buổi làm việc bao gồm: 1. Là kiểm tra hồ sơ, quy trình thực hiện, công tác tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, việc bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định, hệ thống chống sét, việc mua bảo hiểm cháy nổ tại cơ sở theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy. Và 2. Là kiểm tra thực tế tại hiện trường, gồm kho sơn, kho hóa chất, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, phương tiện chữa cháy xách tay, chủng loại và chất lượng, hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ và các thiết bị sinh lửa nhiệt và nhiều hạng mục khác. Sau 3 giờ kiểm tra tổng thể, đoàn đã tổng hợp kết quả và theo đó, phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy tỉnh Quảng Ngãi kết luận Dosan Vina đã chấp hành rất tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, công tác tập huấn, huấn luyện của công nhân viên, nhận thức và thực hành phòng cháy chữa cháy đã được tiến hành thường kỳ theo quy định. Qua đó, đoàn cũng mong muốn công ty thường xuyên giáo dục và nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tiếp nối thành công của các chương trình vui học tiếng Anh 3 lần trước, bộ phận D&T đã tiếp tục triển khai chương trình lần thứ 4 hướng dẫn phát triển kỹ năng nghe chủ động. Với chủ đề của lần thứ 4 này, bộ phận D&T tổ chức hai buổi chia sẻ diễn ra vào tối ngày 20 tháng 9 với nội dung chú trọng vào phần nghe thuộc bát 1 và bát 2 trong bài thi TOEIC và buổi thứ hai diễn ra vào tối ngày 22 tháng 9 với nội dung chú trọng vào phần nghe bát 3 và bát 4 vốn có nội dung nghe phức tạp hơn. Buổi chia sẻ thứ nhất ứng với những người có cấp bậc trình độ tiếng Anh sơ cấp và buổi chia sẻ thứ hai dành cho những người có trình độ trung cấp trở lên. Dẫn dắt cả hai buổi chia sẻ là giảng viên nội bộ Nguyễn Trọng Khôi. Với kiến thức và kinh nghiệm trải qua nhiều kỳ thi TOEIC trước đó, anh đã đưa ra những bài tập và hướng dẫn các mẹo nhìn tranh đoán đáp án mặc dù không nắm giữ nhiều từ vựng. Cách nghe và đoán tốt nhất là chỉ cần nghe từ khóa. Ngoài những bài tập thì buổi chia sẻ cũng đã lồng ghép các trò chơi mang tính thư giãn, tạo không khí thoải mái cho các học viên như trò chơi rung chuông vàng, ai nhanh hơn và nhiều phần quà cũng đã được ban tổ chức chuẩn bị và trao cho những người thắng cuộc để tạo hứng thú học tập cho những người tham gia. Đây không chỉ là dịp để nâng cao hiệu quả trong phần thi nghe mà còn là dịp để họ phát huy khả năng giao tiếp tiếng Anh, tăng khả năng hùng biện và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chương trình Vui học tiếng Anh được tổ chức mỗi tháng một lần, bắt đầu từ tối ngày 21 tháng 6 và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2016. Sau đây là những cập nhật về giải cấp bóng chuyền vô địch toàn công ty lần thứ 6. Giải sẽ chính thức được khởi tranh vào ngày 16 tháng 10 sắp tới. Giải cấp bóng chuyền vô địch toàn công ty lần đầu tiên diễn ra vào năm 2011 và trải qua 5 lần thi với sự hưởng ứng nhiệt tình của các cầu thủ cũng như khán giả. Mùa thứ 6 của giải sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh vào ngày 16 tháng 10. Trước thềm giải đấu, tất cả các đội tham gia đều tích cực lên lịch luyện tập, vừa để nâng cao chiến thuật, vừa để rèn luyện thể lực. Mùa giải năm nay sẽ có 4 đội tham gia thi đấu gồm MHS1, MHS2, Boller, Water, PSD, SSD và Man Office Hacker. Và thay vì chia bảng đấu như các năm trước, thì năm nay 4 đội sẽ thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm
để chọn ra hai đội có điểm số cao nhất tranh ngôi vị quán quân ở trận chung kết sẽ diễn ra tại lễ hội đoàn kết một lòng và kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 sắp tới. Như vậy sẽ có 6 trận vòng loại và 1 trận chung kết. Nếu các bạn quan tâm đến các trận thi đấu vòng loại, hãy đến sân bóng chuyền ký túc xá vào lúc 18 giờ đến 19 giờ 45 vào các thứ năm hàng tuần để theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ. Trận đấu đầu tiên mở màn cho mùa giải sẽ là cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch Festival năm 2015 PSG FST và đội MHS1 MHS2 diễn ra trên sân bóng chuyền ký túc xá vào ngày 6 tháng 10 năm 2016. Những hình ảnh và thông tin chi tiết về trận mở màn cũng như các trận đấu tiếp theo của giải sẽ được chúng tôi cập nhật đến các bạn trong những bản tin sau. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dosanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa này, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dosanvina DVTV V7N74. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dosanvina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Dosanvina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.